chào mừng tất cả bà con đến với kênh Yubi cùng nông dân gà vườn của Mr. Nam thì hôm nay thì Nam cũng ghé tại vùng đất Tây Nguyên Đó. À, thăm à, coi miếng vườn quá à, vườn trái trái quá trái luôn nè quý con nhiều quý con nông dân thấy không à, cây của ảnh là hiện tại giờ khoảng 3 năm là ảnh đã cắt đọt hết rồi thì nó bắt đầu nó lùng lại đó với hai nữa là anh tạo tàn tạo tán hồi lúc nhỏ của mình thấy cũng khá là ok đó. anh chừa lại những cái nhánh thứ cấp những nhánh thứ cấp là sao đây đây là những nhánh thứ cấp tại vì đây là cái vườn sầu riêng này là sầu riêng thái nha quý con thì cái cái nhánh đi lên nè cái nhánh đi lên thì cái nhánh này nhánh thứ cấp nè đó đây là những nhánh thứ cấp nè đó. anh chừa lại hầu như là những nhánh thứ cấp thì thành ra cái lượng trái của anh ra rất là đạt luôn đây như chẳng hạn đây nè đây là cái nhánh này nhánh thứ cấp nè đó, nhánh thứ cấp thấy chưa? Như là cái nhánh này, như cái nhánh này từ ở trong thân mẹ đi lên nè. Nà. Nhánh này đi lên, đi lên, đi lên nè. Đi lên, lên, lên. Xong rồi bắt đầu á, anh chừa lại nhánh thứ cấp nè. Đó, bắt đầu nhánh thứ cấp nó bị ra bông đậu trái nè quý con. Thì một cái yếu tố cho bà con nông dân mình là gì? Mình phải tạo tàn, tạo tán cho nó hồi lúc nhỏ. Thì khi mà tới cái giai đoạn mang bông, mang trái á, thì nó sẽ đem lại cái năng sức cao cho quý con nông dân chúng ta thì nam thường thường năm nói hoài à Cái vấn đề đó mình phải tạo tàn tạo tán thì cái cây sầu riêng nó mới mang được cái năng suất cao còn nhiều khi mà chúng ta không tạo tàn tạo tán thì cái lượng mà trái nó sẽ ra rất là lợi ích nha quý con đó, thì hôm nay thì đây là một trong những vườn sầu riêng thì uh, Thái thì cũng uh, quen biết với nam cũng khá là lâu rồi tại vì ảnh cái thời trước anh có trồng mít đó, thì uh, ảnh có theo dõi cái kênh Dubi cùng nông dân ra vườn của Mr Nam thì hôm nay mới có dịp uh, anh em uh, ghé lại đàm đạo với nhau uh, chia sẻ với nhau những cái kỹ thuật quá nhiều quý con nông dân mình đi nha cái vườn ảnh đó là ảnh giai đoạn này đang mang trái rơi vào tầm khoảng là trái này khoảng được 100 100 uh, lẻ mấy ngày á, trăm lại mấy ngày thì ở Tây Nguyên nó sẽ khác với miền Tây mình ở đặc điểm là gì? Đối với trường hợp Thái á, ở dưới miền Tây của mình á thì có khoảng 115 ngày thì đã đã có cắt rồi. Còn đặc biệt ở đây á là sầu riêng của Tây Nguyên á thì Thái á là tầm khoảng từ 135 ngày thì bị có cắt ngay quý con. Chứ không phải là như ở miền Tây của mình. Mỗi một cái vùng miền, bởi vì năm nói là gì? Mỗi một cái vùng miền thì khí khí hậu thời tiết nó sẽ khác nhau hoàn toàn nó sẽ phụ thuộc vào cái khí hậu thời tiết ở khu vực đó thì nó sẽ có cái thời gian sinh trưởng phát triển nó khác nhau đó, chứ không phải là mình nói là cây sầu riêng như uh, tập trung vô là uh, thái uh, là 115 ngày là thu hoạch là không đúng tại vì tùy theo khu vực đó, ngày hôm nay thì để năm chia sẻ tất cả với con công dân chúng ta về cái tiếp theo nữa là gì giai đoạn này là cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn một trăm lẻ mấy ngày thì giai đoạn này ảnh không cần chặn đọt nữa ảnh thả đọt luôn tại giai đoạn này thường nam cũng khuyến khích tất cả quý con nông dân chúng ta thả đọt luôn nhưng mà mình cũng phải phun cái dòng kali cao nghe quý con như chẳng hạn là kali hữu cơ đó ảnh cũng xài cái chai cái chai kali hữu cơ của bên nam để xịt ở ngoài lá và xịt ở vô xịt ngoài lá để cho nó tăng cường vô cái dòng kali để cho trái sầu riêng nó lên được cái màu muối thôi con. Tại vì cái dùng tây nguyên á thì cái màu muối nó rất là khó. Nếu mà trường hợp mà chúng ta không kỹ á, thì nó sẽ khó để lên được cái màu muối nha Tại vì cái màu muối là nó quyết định tới cái vấn đề là phẩm chất của cái trái sầu riêng. Mà nếu mà trường hợp chúng ta không có tăng cường cái kali thì giai đoạn mà nó lên màu muối nó lên rất là yếu. Như là năm nay là nói chung là ảnh Uh, chuẩn bị là cũng vài bữa nữa thì ảnh gãy là kali trắng thì cỡ khoảng là một gốc này là 500 g. 500 g kali trắng. Tại sao 500 g? Cây này khoảng 7 năm tuổi rồi. Nhưng mà ảnh ừ, đợt vừa rồi thì ảnh cũng có gãi những cái dòng kali cao rồi. Thì đợt này thì ảnh uh, sẽ gãy cỡ khoảng uh, 500 g thôi là coi như nửa lạng á. trái này quý con đồng dân thấy không? Đây cây nhánh nè trái à quá trời trái luôn nói chung là hôm nay thì có dịp uh, ghé ngang thì cũng uh, uh, chia sẻ với ảnh một số cái vấn đề về cái cách mà xử lý làm bông nè rồi phục hồi cây lại rồi nuôi trái lại rồi phục hồi cây chuyện sắp tới đây đó ghê không trái không <laughs> dựng này thì nói chung là là về cái sản lượng là cỡ khoảng tầm khoảng từ mấy chục tấn đó Ảnh có chia sẻ mấy chục tấn. Tại vì năm trước á, thì năm trước á, thì ảnh được có 12 13 tấn vậy. À? Nhưng mà năm nay thì được mấy chục tấn thì nói chung là nam cũng chúc mừng ảnh. Nói chung là bà con nông dân của chúng ta năm nay là dùng Tây nguyên á thì thứ nhất là nó vô được cái gọi là cái thời tiết thích hợp cho cái giai đoạn mà uh, sầu riêng Tại vì sầu riêng khi mà nó xả nhị xong rồi á Là giường của ảnh là hầu như là nắng đó, Nó không có mưa, nó không gặp mưa Còn nói một trường hợp mà như sầu riêng Thái này á Mà gặp mưa đi là thua nghe quý con Là thua luôn á Là nghĩa là nó sẽ rụng rất là cao Tỷ lệ rụng rất là cao luôn Này giường ảnh nè Phải đi lên cái đầu gì nè quý con Hiện tại giờ là Nam đứng gần gần là chỉ có 1 phần 3 thôi đó nó còn hỷ hỷ danh kia anh chảnh á năm loại hơn năm loại hết nổi à đuối à đây thì hôm nay thì quay lại cái vùng đất Tây Nguyên uh, Mến Thương uh, Để uh, làm một cái clip gửi đến tất cả quý con nông dân của chúng ta Nói chung là cây nào cũng vậy hết nha quý con Năm quay sơ sơ thôi kè bên bản kìa Nguyên một cái đồi sầu riêng ở sầu riêng đó thì được năm thứ tư thứ năm rồi đó quý con thì vụ này ảnh cũng vô đựng khúc rồi thì uh, giờ ảnh cũng đang phục hồi cây lại để chuẩn bị cho cái vụ năm nay năm cái tiếp nữa quý con chung là ở dùng đất tây nguyên thì không được cái gì cái đất nó rộng cái thứ hai nữa là sầu riêng thì bạc ngang người thì cỡ khoảng hai ba chục hết bốn năm chục hết năm sáu hết có người thì cỡ khoảng tám chín chục hết luôn chung là nam đi nhiều thì nam thấy là sầu riêng thì <laughs> sầu riêng thì bây giờ rất là nhiều rồi nè cây cái... Trời ơi, thôi 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 Mà được cái là cái gì Ở đây là Mình cũng xin chia sẻ tất cả với con nông dân chúng ta Như chẳng hạn dùng ở miền Tây của mình Là thủ phấn chéo đúng không Là thủ phấn bằng hình thức là mình thủ phấn vào ban đêm Nhưng mà đặc biệt ở vùng Tây Nguyên Là bà con nông dân ở đây không có thủ phấn chéo nữa quý con không có thủ phấn chéo tại sao Tại vì uh, diện tích thứ nhất là nhiều Diện tích nhiều Thành ra là mấy ảnh không có thủ phấn chéo Đó Bây giờ là mấy ảnh cứ phun cái dòng bo cao Bo cao là được rồi Đó Thứ hai nữa là giai đoạn mà ra bông á Thì cũng nhờ ông chờ Vào cái giai đoạn mà gọi là thủ phấn thôi rồi Nó vừa đang thủ phấn á Thì nó cũng gặp những cái đợt mà gió Gió nhiều Nghĩa là nó cũng nhờ một phần đó là nó đưa cái hạt phấn qua lại với nhau Thủ phấn chéo với nhau À, cũng đỡ được một phần cho chúng ta, thì nói chung là cũng khá là ok. cái tiếp theo nữa là gì, ở tây nguyên nắng chẳng vừa rồi là nó bị một cái vấn đề nhện đỏ, nó gây hại trên cái vườn sầu riêng hầu như là sầu riêng ở tây nguyên nó bị một cái vấn đề nhện đỏ, thì mới nãy nam cũng chỉ chia sẻ với ảnh về cái 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 sản phẩm mà uh, nhện đỏ thì để ảnh uh, phun vào cái đầu tháng mùa nắng cho cái vườn sầu riêng của ảnh, tại vì cái sầu cái sầu riêng á quý con nông dân mình biết á khi mà nó bị nhện đỏ nó đánh á là cái cây sầu riêng của mình đó nó sẽ hư cái đi cái bộ lá cái bộ khung thì cây nó sẽ mất sức sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình mà cây chúng ta sẽ mang trái sau này cây nó si với quý con thì sao mà mang trái nổi thành ra là gì ảnh nói là cố gắng năm nay ảnh sẽ làm cái vấn đề nhện đỏ lại đầu đầu mùa nắng lại luôn tại vì cái nhện đỏ tây nguyên á, thì biết con nông dân mình á nhiều khi chưa nắm rõ được cái nguyên lý cái, uh, cái cái nguyên lý về cái uh, uh, dòng đời của cái con nhện đỏ thì uh, bà con nông dân mình cứ sạch không à, xịt thì nó vẫn chết nhện đỏ đó. Nhưng mà mình không quan chú trọng về cái vấn đề là gì? Cái ổ trứng của nhện đỏ. Ví dụ như mình sạch thì nó vẫn chết được cái dòng đời trưởng thành đó ở trên lá, nhưng mà ngược lại cái ổ trứng ở dưới nó không có chết được thì ba bốn ngày sau thì cái ổ trứng này nó nở ra thì bắt đầu nó lên nó gây hại nữa nha quý con thì hôm nay thì nói chung nam cũng có chia sẻ với ảnh về cái vấn đề ổ trứng đó thì đây là một trong những giường mà gọi là khá là ok rất là tỷ lệ trái rất là đạt luôn rơi vào tầm khoảng theo như nam đánh nãy giờ thì cỡ khoảng từ 82 đến 73 hoặc là 82 thôi đó quá trời luôn mà trái rất là đạt luôn một chùm là bốn năm trái không nè à? chùm chùm không nè bốn năm học không à, à quả chờ đầu luôn nè à. trái nè ôi ôi Mất trời đất luôn ứ không ừ